Tinicun tiết lộ, huấn luyện viên Ren đọc vị hoàn toàn gam và tự tin SVTC sẽ làm nên chuyện hơn. Cựu huấn luyện viên Tinicun là một trong các nhân vật đã theo dõi xuyên suốt trận đấu quyết định của Gam và đã có phần chia sẻ đáng chú ý ngay sau trận. Tinicun cho biết chính huấn luyện viên Ren đã dự đoán trước được kết cục của Gam tại MSI năm nay. Điều này đã được Ren nhắc đi nhắc lại nhiều lần với anh cũng như tập thể SVTC khi VSEP mùa xuân 2023 bước vào giai đoạn quyết định. Ren đã đoán trước được điều này. Ren nhận xét Gam hay tổ chức tấn công ở các đường, tận dụng sự thiếu kiên nhẫn của đối phương để vận hành chiến thuật. Nhưng Ren cũng nói, ra đấu trường thế giới, Gam sẽ thua nếu cứ áp dụng chiến thuật này, vì các đội thế giới sẽ không để Gam làm vậy đâu. Chưa kể, Gam còn hay chọn mù Lissandra, điều này sẽ khiến Gam dễ bị bắt bài. Nhưng mà Ren nó dự đoán đúng toàn bộ các chi tiết Gam đánh như thế nào luôn. Mặc dù hơi chủ quan nhưng mà điều bây giờ kết quả là đúng. Đầu tiên Ren nó nói là cái kiểu banh bích của tụi Gam á, nó ra có cái kiểu banh bích và kiểu đánh của tụi Gam á, ra thế giới chỉ có chết thôi. Đó, Ren nói vậy. Sau đó nói là ví dụ như tụi Ram nó bích bích của Lissandra, nó play bích tức là bích trước của Lissandra là ra thế giới là bích của Lissandra chỉ có chết. Đó, thằng Ray nó nói vậy không? Nó nói với lại Scary, nói với tất cả mọi người luôn, chứ không phải một mình mày nói không. Giờ mọi người có thể vòng vòng kiểm chứng lại là thằng Ray nói những cái như vậy. Cái thứ hai nữa, thằng Ray nó nói là lối đánh của tụi Gam á, mà ra thế giới á, nó toàn là quýnh theo cái kiểu là nó cứ đi xong nó cam. Mà tụi thế giới không để cho tụi Gam cam chết gì được. Mà nó mất thời gian á, mấy nhịp đầu mà nó găng mà nó cam cam như vậy, mất thời gian là coi như là thua thế luôn. Hai nữa là tụi Gam cứ quýnh theo cái kiểu là đợi đối phương đứng sai lầm xong đứng cam cả team á, thì ra thế giới quýnh không được. Đó là lần này nó nói nha. Đáng chú ý, Tinicun có cho biết huấn luyện viên Ren tự tin SVTC sẽ làm nên chuyện hơn Gam nếu có cơ hội ra quốc tế. Ren cũng động viên SVTC phải cố gắng thắng để được đi MSI. Ren biết là sẽ không thể chắc chắn SVTC sẽ thắng, nhưng Ren tin đội mình sẽ thi đấu tốt hơn. Trên thực tế, về phần chiến thuật của Gam, rõ ràng họ đã thi đấu đúng như những gì Ren nhận định theo lời kể của Tinicun. Nhưng quan trọng hơn chính là SVTC đã không thể thắng nổi Gam nếu không muốn nói là bị hủy diệt hoàn toàn trong trận chung kết tổng. Sau đó, giả thuyết của huấn luyện viên Ren chỉ nằm trên lý thuyết và sẽ không thể nào trở thành sự thật, ít nhất là tại MSI lần này.